Ram DDR4 nào? Vừa rẻ, vừa ngon, lại còn đẹp. King Saturn nha. Kingston Fury 1.8 Buzz 2.66 DDR4 16. Trong hộp này sẽ có một tích mát và sổ kích cờ Fury anh em nhá. Em Ram này thì tất nhiên rồi, vẫn thiết kế của Fury Beast rất bình thường, nhìn trông rất là bảnh dài luôn. Nhưng mà thiết kế của phiên bản này thì mình cảm thấy rằng là nó đã được gọi là cắt gọn và thanh giản đi rất là nhiều rồi. Đây, ở trên đây chúng ta sẽ có Kingston Fury, bên này sẽ là Beast và bên trái góc này đây sẽ là logo DDR4 anh em nhá. Đằng sau đây chúng ta sẽ chẳng gì nhiều cả ngoài tem và tem bảo hành của SPC. Bên trên này thì em này sẽ không có led RGB gì hết, mà chỉ có mỗi một dòng chữ Fury nhỏ nhỏ đấy thôi. Em này ấy, thì đã có một thiết kế thanh gọn hơn rất là nhiều rồi, khá là giống cả DDR5. Thế nên là anh em đừng nhầm lẫn anh em nhá. Nhìn này, nhìn rõ phát trên góc này không chỉ DDR4 luôn. Em này thì như mình đã nói, tốc độ em này chỉ là 2.66 thôi, tức là khá là cơ bản, một thanh RAM khá là rẻ. Nếu mà anh em đang dùng máy thế hệ 10 hoặc là những chip thế hệ 10 thì em RAM này là hợp lý, bởi vì nó không thể chạy quá mức 2.66 này đâu. Và khiến cho thanh RAM này cảm thấy RAM cực kỳ hợp lý trong cái mức đó. Nói chung, em RAM này ổn, một ngày phải luôn nha.